Cảm ơn cả nhà đã chọn kênh Vân Anh Cuộc Sống Úc. Vân chuẩn bị đưa hai con khỉ con nhà Vân đi bộ mà Vân thấy trời nó râm. Chắc mấy mẹ con ở nhà nấu ăn rồi chiều chờ cho nó mưa rồi mấy mẹ con đi bộ sao. Mời cả nhà nấu ăn cùng Vân Anh nha. Vân Anh mong là những cái món ăn Vân gợi ý sẽ hợp với lại khẩu vị của gia đình mình. Mời cả nhà mình vào bếp cùng Vân Anh nha. Bữa nay Vân làm món bún chả cá lã vọng. Vân mua được cá thu. Đáng lẽ cái này làm bằng cá lăng thì nó ngon hơn, mà ở đây Vân mua không được, Vân mua cá thu. Còn cái này Vân Anh làm lát Vân chiên cho mấy đứa nhỏ ăn. Vân làm gà chiên giò. Bây giờ ướp cá trước. Mình pha với chút nghệ. Tâm lưng muỗng cà phê nóng tôm. Chả cá lã vọng mình ướp đúng thì phải có riền với có mẻ mà Vân mua không được. Thôi thì mình làm theo phiên bản có gì nấu đó nha. Cái này Vân làm gà chiên giòn. Vân có đập thêm hai cái trứng gà bỏ vô. Để khi mình chiên xong thì cái độ giòn nó để được lâu hơn. Vân xài bột bắp nha. Cái bắp này Vân đi hấp. Cái này Vân mua 5 đô nè. 5 đô là tiền Việt mình 80.000. Có ai có cái tuổi thơ giống Vân Anh không? Ngày nhỏ ở Việt Nam á, Vân ăn sáng bằng bắp á. Cứ nhớ mỗi buổi sáng á, mẹ Vân Anh ra chợ mua một rổ bắp về, rồi chia cho mấy đứa con mỗi đứa 2 trái bắp ăn sáng rồi đi học. Còn bây giờ ở đây, bắp nó mắc nhủi. Ở Úc, bắp, rau muống, khoai lang nó mắc lắm. Giá tiền mua 1 kg rau muống bằng tiền mua 1 kg thịt bò. Giá tiền mua 1 kg khoai lang bằng tiền mua 1 kg thịt gà. Lúc chiên Vân quên rắc một chút muối xuống chảo, bây giờ nó văng quá trời rồi. Thực ra cái món này ăn đúng là người ta làm cá nướng chứ không phải là cá chiên nha. Tại Vân sử dụng cá thu, Vân sợ nó khô, thành ra Vân chiên. Vân phi hành cho nó thơm, sau đó Vân xào lại với rau thì là. Rau thì là Vân mua nhiêu đó là 80.000 đồng Việt Nam mình đó. Món chả cá lã vọng của Vân xong rồi, xin mời cả nhà. Mình ăn với mắm tôm nha. Cái mắm tôm này Vân pha 3 muỗng mắm tôm, 2 muỗng đường, 3 muỗng chanh. Bảo đảm mắm tôm chuẩn vị Bắc nha. Mắm tôm không có pha ke nha. Mời cả nhà mình ăn cùng Vân Anh.
Bây giờ Văn chiên gà cho hai đứa nhỏ. Vân Anh bỏ vào nồi chiên không dầu và anh nướng lại chút xíu để cho nó ra bớt dầu. Mình để nguyên vậy mình mang ra mình ăn là dầu nhiều lắm đó. Mình để khoảng 3-4 phút thôi là cái dầu nó sẽ chảy xuống cái vỉ nướng bớt. Anh bỏ cái gà vô. Anh làm gà sóc muối tiêm. Muối này hôm trước anh tự làm. Để bữa nào anh để cái công thức cho mấy bạn làm thử nha. Rồi, bây giờ mình cho hai đứa nó phu thê giao bái nha. Rồi cho nó chào cha mẹ hai bên thêm lần nữa nha. Chúng ta có món gà sóc muối rất đều nha. Mời ông bà cô chú ăn cơm cùng con. Con mời ăn trước. Cái này có hết rồi, hết rồi. Đây, cái lá. Đó, cái này đi. Split. Cái này gì đó? I was chicken dinner mousse. Thịt gà. Thịt gà. Rang muối. Rang muối. Cô ăn cái này cho này nóng nè, cái này nóng. Đúng không? Hot đúng không? Ăn cơm đi. Và anh ăn cơm với cá kho tổ, cá anh kho với thịt ba rọi. Cái này bữa mình làm chả cá Lã Vọng, còn hôm nay anh mang ra ăn cơm luôn. Cái này canh mướp. Cái này anh làm gà rang muối. Cái này mắm tôm mình ăn với bún. Cái gì có thể pha ke được ha, nhưng mà mắm tôm thì không thể pha ke được ha. À, bỏ ngửi này thử coi bỏ ngửi được không. Thử đi. Tao thử không? Try. À, em thử đi. Wait. Con ngửi cái mùi thôi. Ngửi xin quay, mẹ ngửi đi. Thơm hay thúi? Thúi. Thúi hả? Ừ. Cái này thúi hả? Cái này mắm tôm. Mắm tôm. Ok. Thử không? Thúi quá thử không? Thúi quá à. Ngon không? Con no chưa mà con ăn chua gì vậy hả? Đang ăn cơm thì cái bóng đèn nó bị cháy. Rồi, tôi đi thay bóng đèn luôn. Tôi như con trai vậy đó mấy bà ơi, cái gì tôi cũng làm được hết á. Có một bữa tôi cũng leo leo trèo trèo vậy đó, rồi tôi trượt chân tôi té lội giò hết lần rồi. Tôi chả có yếu điệu thục nữ gì đâu. Tại tôi quay clip á, thành ra tôi diễn sâu vậy thôi.
Ăn muối à? Muối. Mang ra đi. Để đúng đó. Ngon không? Ăn luôn. Em sorry. À, ngồi đây ăn, ngồi đây. No, please my chair. À, dạ sorry. Cái anh nhỏ nhà tôi ảnh ăn được lắm bởi vì ảnh tròn vo à. Còn cái anh lớn thì ảnh không thích ăn. Anh đi học á, rồi không biết ảnh nghe bạn nào trong trường nói ăn nhiều là sẽ bị mập. Thành ra ảnh ăn cầm chừng lắm. Làm vườn ngoài sao phụ má mì thứ bảy con đi học, chủ nhật con ở nhà con phụ má mì. Buổi sáng thôi, đừng buổi sáng thôi ha. Sáng sớm mình thức dậy mình phụ má mì làm vườn ha. Ok. Mình trồng rau. Ôi trời chết ơi, làm ơn là phúc má mì ơi. Sao làm ơn là phước đi má mì ơi hả? Trời ơi, kêu làm vườn có chút mà. Ôi trời đất ơi, làm ơn là phước đi má mì ơi. Con học đâu? Học từ ai? Học từ ai nói con là con học gì? Ba được hả? Việc nói phải không? Việc. À, việc học từ việc á hả? Mắm tôm chuối á. Ôi trời, dạ mắm tôm chuối quá, giờ sao? Dạ bởi. Dạ bởi hả? Trời ơi, ngon mà, ăn thử không? Nấp. Thúi quá. Dạ sao quạng. Ừ, rồi em đi nè. Ok, vậy Phụ mắm đi làm vườn ha. Trời, Phụ có một chút xíu mà, ôi trời đất ơi, làm ơn làm phước. Ôi ôi, ông học ở đâu vậy? Lên lên. Con chào ông bà cô chú. Con làm chờ. Con ông bà cô chú. Con chào. Con chào. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Ok rồi con đi đi. Ôi trời đất ơi. Làm ơn làm phước đi anh Đoan ơi. Cái này cái cửa sau nhà Văn Anh nè. Văn Anh đi cửa sau nó ra một cái siêu thị khác. Nhà Văn ở gần chợ, gần siêu thị. Cửa trước thì một cái siêu thị khác, cửa sau một cái siêu thị khác. Đi đường bên hông thì đi ra chợ.
Cả nhà mình nhìn thấy mấy cái túi ni lông hồng hồng người ta để đó không? Cái đó quần áo cũ người ta không mặc nữa đó, ta để cho hội từ thiện họ tới họ lấy. Mình tới shop rồi, bây giờ mình phải đi tìm cái đèn xanh đèn đỏ để mình qua đường. Mình đi bộ, mình vẫn phải đi đúng luật nha, mình đi theo cái đèn giao thông. Chứ mình mà đi bậy á, xe nó lỡ nó ủ vô mình á, là mình là người có lỗi đó. Love this.
section. Oh, I'll be back. I'll be down until the second box. Divine style. Ở đây cây xăng là mình tự cầm cái vòi bơm xăng mình tự bơm nha, chứ người ta không có bơm cho mình. Bơm xong rồi mình vô trong cái shop người ta mình trả tiền. Hồi xưa Vân mới qua, Vân không biết, Vân nói với chồng Vân Anh có ai bơm xong rồi người ta chạy luôn không? Ai mà chạy luôn là nó cung cấp cái biển số xe mà cho cảnh sát là mình mệt lắm đó. Ở đây mình thấy xe hơi nhiều nhưng mà thật ra là xe đời cũ rất là nhiều. Còn ở Việt Nam mình xe hơi ít nhưng mà Van toàn là thấy xe đời mới không nha. Vâng, anh đi vô đây nè, Audi. Cái này nó gọi là siêu thị giá rẻ. How about the money? Mom. Hôm nay Vân Anh không có cầm giỏ, anh sợ mẹ không có mang tiền theo. I told you stop. I'm stealth. You're I have heavy. A knee. You're heavy. No. He's strong. The door's stuck. I don't know.
Một cây kem này là giá 100.000 đồng Việt Nam đó cả nhà. Cái miếng khoai tây chiên công anh cầm là 40.000 đồng Việt Nam một miếng đó. Còn cái phần thức ăn đó nó gọi là Happy Meal mà Van quên giá rồi. Cái anh nhỏ nhà Vân Anh ảnh ăn được lắm. Ở đây con nít á, mình để cho ảnh mập quá là không được nha. Tại vì nó mập quá là nó sẽ có bệnh này bệnh kia. Là bác sĩ gia đình mình họ sẽ yêu cầu mình giảm cân cho bé. Mà mình cứ ngoan cố, mình làm theo ý mình để cho nó mập quá, nó bệnh hoạn tùm lum á, là lạng hoạn mình bị thưa ra tòa luôn á. Mà mấy ảnh đi học cũng vậy nha. Châu Á mình thì thường thỉnh thoảng có đánh con. Mà nếu mình để lại cái lằn trên người tụi nó đó, nó bước vô trường mà giáo viên nó nhìn thấy đó, là họ sẽ kêu mình nên làm việc nha. Lần đầu thì họ sẽ cảnh cáo mình, còn nếu như mình để xảy ra 2-3 lần vậy nữa đó thì họ sẽ gọi hội bảo vệ trẻ em tới. Mà khi hội bảo vệ trẻ em nó bắt tay vô là lạng hoạn cha mẹ bị thưa ra tòa đó. Bác sĩ là đang yêu cầu mẹ phải giảm cân cho ảnh đó. Ảnh sợ anh lớn ăn hết, coi cái tay của ảnh kìa. Cái này, cái hàng rào này mà cái lá nó ngộ lắm nè. Và anh thấy lá màu xanh với màu đỏ nữa.
Cây này cái cây gì mà nó đẹp quá, hoa nó trắng xóa cả cây luôn. Cảm ơn cả nhà đã chọn kênh Vân Anh Cuộc Sống Úc. Nếu yêu thích video của Vân Anh, vui lòng nhấn subscribe, share and like giúp Vân Anh. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.